Anh em giờ mình sẽ test cho anh em thấy thế nào là phân khối lớn xe đạp nha. Xe đạp phân khối lớn nè. Could you be the one? Em đã đến với kênh mình là Vũ Gây Xin, chuyên gia đổi xe Bíp Rồ. Còn mình là Kênh Gây Xin, chuyên gia đổi xe của Bắp Bíp Rồ. Thì hôm nay mình đi bán giấy số anh em. Thấy cái đó không? Đó. Giỡn á, mình không có bán giấy số đâu. Hôm nay là nói chung ra review xe, okay, siêu cấp Bíp Rồ cho anh em coi nha. Đó. Anh em thấy gì không? Không phải là chì bồ, không phải là chì bồ. Có con mai đi chùa. Nguyên cái lo luôn nè anh em đó. Không phải là chì bồ là có cái lo liền anh em. Ấm mà là xì bùa có mai chùa. Trời ơi, đang quay mà nó vậy đó, đó. Ok anh em, hiện đây thì có hai chiếc xe. Thì con bên đây, con bên phải mình á là con báo đen. Báo đen anh em. Đó, thì con còn con bên đây á là báo cha nha. Báo cha báo mẹ. Bên đây á là báo cha nha. Báo cha báo mẹ. Hết, nhưng mà chưa nha. Mình anh em không? Thấy mình đã nói không? Thực chất là mình không có bán cái số nha anh em. Mất công anh em kêu mình chủ bán cái số nữa. Vũ ăn xin thì kêu Vũ cái số là ăn xịt luôn á nha anh em. Thì nói chung là mình sẽ review nha anh em. Thì nhìn sơ vô nè là thấy cái bản tên ha. Đó, Vũ Gây Xin. Được gắn với lại một con ốc Titan. Chỉ có một con thôi anh em, còn con không chưa có. Chưa có kinh phí nên là chưa làm anh em ơi. Đó, tiếp theo thì nhìn xuống xíu thì thấy cái bô lo nè anh em. Bô lo thì clip trước mình có hướng dẫn làm rồi ha. Đó, đây là cái bô lo, xíu nữa mình test cho anh em coi. Đó, thì cái này là nó chạy bằng này nha anh em. Đó thì cái con này báo cha báo mẹ đi cái vàng sơn màu hồng đó, đúng không, cổ được găng và hắn sơn chứ không phải nón sơn nha anh em. Đó, hắn bao ăn mà tới nỗi mà vô cái bánh xe mòn luôn nè anh em. Đó, thấy không, nó bị cạ anh em. Tiếp theo là cái in rắc nha anh em. Đó, láng để lên chặt, để đầu lên chặt, động để thịt heo lên chặt dẫn đường cho anh em. Đó thì đây là đây xin giới thiệu anh em, cái này còn VIP không vừa gộ nữa, chiếu qua đây nè. Đó, qua đây thấy xe mình không, thấy xe bình thường nhưng mà thực chất cũng bình thường anh em ơi. Thấy xe bình thường chứ thực chất nó cũng không bình thường luôn nha anh em. Anh em nhìn kỹ đi, nhìn sơ vô đó thì đây là cái phuộc nha anh em. Phuộc này là có thương hiệu là phuộc Ô Long. Đi với cái dè nữa, phuộc này là phuộc cho dè nha anh em, chưa có xe nào mà có đâu nha, chỉ có xe của Vũ Gây Xin mới có thôi. Đó mà khi mà cúp điện hay gì á anh em nè, quay tôi luôn nè. Đó, có này đúng không, cái dè nè anh em, chỉ cần kéo cái đó nó quạt vô mặt anh em á, không một làn gió cắm nào địch nha, má nào địch thúi lắm nha, cắm nào địch nha, má nào địch thúi lắm nha. Đó, mát quá. Nào địch thiệt hay dở? Nào địch thiệt hay dở? Tao địch đó. Má thúi quá mày ơi. Ok, Ken chắc in địch nha các bạn. Ken địch. Nó nói chứ là tại vì cái mùi của đốt, người ta đốt quá anh em. Banh mũi luôn. Ok anh em. Một khác anh em. Ở đây nè, tiếp tục thì ở đây là cái dây sơn được sơn màu anh em, màu vàng ha. Đó, đây là đi vài 65 tự đạp cộng nha, 65 cộng nha anh em. Đó thì nhìn kỹ vô thì anh em sẽ thấy một con ốc Titan đây nữa nè. Cái ốc đây nè. Đó. Ốc Titan ngọc lục bảo anh em. Đó, thấy không? Thật ra đi su của người ta. Thật ra là con Linh Sơn mình lấy của nó đó. Tiếp theo thì ở trên dàn đầu anh em. Dàn đầu mình đi cái đồng hồ nha. Đó, đồng hồ này mình đi cảm biến sau nha. Mình chỉ cần xay bánh là nó lên nha. Giờ để đây đi, xay cho anh em coi nha. Đó, là đồng hồ nó sẽ lên 6 năm mấy luôn nè. Bạn nào mà nói đồng hồ này ảo á thì cái mình có thể cho bạn mượn xe chạy thử luôn. Chạy thử đi là biết là ảo hay không mà. Tại vì xay á, xay đương nhiên nó sẽ chạy rất là nhanh rồi. Còn đạp là nó có lực thì sẽ hát nha. Đó, nhảy không nè, 2, 3. Thì đó, lực ý là đạp có lực mà sát nó yếu không? Đó, thì cổ đồ găng đó.
Rồi tiếp tục thì qua con báo đen anh em. Ok anh em, thì báo đen thì mình được mình độ với cái bài truyền thống nha anh em. Mình đi cái cổ ghi đông hai khúc thôi. Đó, ghi đông hai khúc nha anh em, với cái mão nè. Đó thì mâm thì mình có dán tem nè anh em. Đó bạn. Bạn nào không biết cách dán này thì mình có làm clip hướng dẫn luôn nha. Xe này thì đi thắng đĩa nha anh em. Đó, bóp vô nè. Đó, thì cái thắng ở trên á là thắng màu nha anh em. Thấy không? Thắng màu hồng này hoàng nha, màu hường. Thì màu hồng rất là nam tính nha anh em. Đó, nên mình rất là hay lựa chọn màu hồng. Đó, tiếp theo là yên rồi đó. Và kiểu dạng chuốt xuống cao. Đó. Thấy anh em. Đó, thì đây là mâm tắt lên. Anh em thì ở đây cũng có dè nè. Nhưng mà nó không có phuộc ô long nha anh em. Đó, cho nên nó không có nhúng nhiều bằng phuộc ô long đâu. Thì đây là cái trống mình đi sơn màu vàng thôi nha anh em. Đó, trống mà màu vàng 9 số 4 số 9 nha anh em. 9 số 9 chứ. 4 số 9 xưa rồi. Đó, thì xe này đi bài cũng 64 tự đạp nha anh em. Đó, đạp lời cướp luôn. Lộn lời xịp luôn anh em. Đó, thì nói chung xe này đủ đơn giản. Ok. Thì bây giờ tụi mình sẽ test xe cho anh em coi nha. Ok. Em mình sẽ cho thằng Tấn Idol chuyên gia bốc đầu VIP lồ chạy thử nha. Đó thì muốn bật cái vô thì phải kéo cái kia xuống. Bật cái nút xuống. Ừ. Rồi. Test đi. Đó, anh em nghe tiếng không? Trời má nó gung rồi anh em ơi. Mình kìm hết nổi luôn rồi. Chạy lên luôn, lên mới nghe tiếng được. Đó, cho anh em nghe đó. Đây là cái bộ chạy bằng sức người. Biết rồi, có mình anh là làm được cái bộ rồi đó. Chưa không? Đó rồi. Anh em giờ mình sẽ test cho anh em thấy thế nào là phân khối lớn xe đạp nha. Xe đạp phân khối lớn nè. Thì đây là cái con báo đen anh em. Đó, Trường Giang nha. Đó. Thấy cái tướng cũng ngầu lắm anh em. Trường Giang chạy mà cũng ngầu sao được. Nổi tiếng rồi đó, đồ đậu phộng. Đó. Đó giờ tới Tấn Idol anh em. Đó. Em sau một thời gian mình test nha thì cái xe này được lên bài 65 tự do, không cần như sơn rồi. Cũng như sơn để chống ly rồi anh em thấy không. Đó, 65 tự do rồi nha anh em. Chị 62 luôn rồi. 65 cộng tự do bà ơi. Ok anh em, thì bây giờ tụi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thú vị nhớ cho mình một like, đăng ký, nhớ chia sẻ mạnh tay với mình nha. Thì các bạn có thể chia sẻ bằng cách chia sẻ lên Facebook Messenger, chia sẻ cho những người bạn mà các bạn nói chung là đam mê xe rồi đó. Và anh em đừng quên đó, đăng ký xong rồi mình nhấn cái chuông bên phải để nhận clip hay của tụi mình nha. Ok anh em. Ok anh em, nhắc lại nha, tôi không phải là tôi là Vũ Gây Xin chứ không phải Vũ bán vé số hay là Vũ ăn xin đâu nha anh em. Vũ ăn xin nữa bạn. Đó. Nói chung là giờ tụi mình kết thúc video nha. Tấn với lại Trường Giang luôn nha anh em, đâu rồi? Trường Giang rồi đó, Trường Giang nay có có diễn viên hài anh em, diễn viên hài rồi nổi tiếng Trường Giang. Ok anh em, thôi cởi nón ngay đi, mất công nói tôi bán cái số nữa. Ok, hẹn anh em vào clip tiếp theo nha. Ok ok, clip sau mình sẽ hướng dẫn độ đèn các bạn nhớ theo dõi clip mình nha. Bye bye.